Việc làm kem tại nhà không khó như chúng ta nghĩ, mà thực tế rất là đơn giản và dễ thực hiện. Thành phẩm làm ra cũng rất là thơm ngon, đẹp mắt, rất đáng để chúng ta tự bỏ thời gian và công sức của mình ra để làm. Nguyên liệu làm kem cũng rất phổ biến và không quá cầu kỳ. Chỉ cần một ít bơ lạc, trứng, sữa và bột mì cùng với phơi đánh trứng bằng tay là chúng ta đã có thể làm ra được món kem yêu thích và cũng có thể pha trộn thêm cùng với rất nhiều hương vị khác nhau tùy theo sở thích, khẩu vị cũng như là yếu tố thẩm mỹ cho bánh kem. Và cách làm như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi sau đây nhé! Đầu tiên là chúng ta sẽ làm hỗn hợp kem trộn bao gồm trứng, sữa và bột mì. Để cho kem béo thì chúng ta chỉ sử dụng lòng đỏ trứng gà, không dùng lòng trắng. Muốn kem béo nhiều thì chúng ta dùng nhiều lòng đỏ. Ở đây mình dùng 2 lòng đỏ trứng gà, như vậy là kem có độ béo vừa. Bây giờ mình sẽ đánh bông lòng đỏ trong 5 phút để khử mùi tanh của trứng. Khi làm kem mà không đánh bông lòng đỏ thì kem sẽ rất là tanh, cho nên chúng ta cần lưu ý phải đánh bông lòng đỏ đủ 5 phút để khử mùi tanh nhé. Để kem có vị ngọt và đẹp màu thì chúng ta nên dùng đường trắng. Thêm một ít bột mì sẽ giúp cho kem có độ dẻo. Khi làm kem thì chúng ta nên ưu tiên chọn sữa nguyên kem, bởi vì sữa nguyên kem thì vẫn còn nguyên chất béo, nhờ đó mà kem sẽ có độ béo và độ đậm đặc cao hơn. Nếu như không tìm được sữa nguyên kem thì chúng ta cũng có thể thay thế công thức này bằng sữa tươi không đường nhé. Sữa nguyên kem cũng được bày bán phổ biến ở các siêu thị và các cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh, hoặc cũng có thể mua online. Khi mua thì chúng ta để ý trên mỗi nhãn hiệu sữa nguyên kem đều có chữ full cream. Trước khi bắt đầu làm chín kem thì mình phải đánh tan bột để cho kem không bị vón cục. Với cách làm sau đây thì mình sẽ đun kem dưới lửa vừa. Các bạn chú ý mở đúng lửa vừa để cho kem có độ dẻo phù hợp nhé. Chúng ta cần phải dùng phới đánh liên tục như thế này để cho kem mịn và không bị vón cục. Khi đang đánh mà bỗng cảm thấy nặng tay thì chúng ta sẽ đun thêm khoảng 15 giây nữa. Sau 15 giây thì cũng là lúc kem bắt đầu sủi bong bóng. Lúc này chúng ta phải tắt bếp ngay để cho kem không bị khô quá. Tắt bếp xong thì chúng ta vẫn phải liên tục đánh thêm 3 phút nữa để cho kem không bị khô cứng ở dưới đáy nồi. Bây giờ mình sẽ dùng quạt thổi để cho kem được nhanh nguội. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đánh tan bơ để pha trộn cùng với kem. Mình sử dụng bơ có nguồn gốc từ sữa và sử dụng bơ lạc. Có một điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý ở bước này, đó là chúng ta phải mang bơ ra khỏi tủ lạnh cho đến khi nào bơ đã nguội hẳn và trở nên mềm hơn thì lúc đó chúng ta mới có thể bắt đầu đánh kem được. Bởi vì nếu chúng ta đánh lúc bơ vẫn còn lạnh thì kem sẽ rất dễ bị lần cợn. Một vấn đề nữa cần lưu ý là bởi vì chúng ta dùng phơi tay để đánh kem, cho nên chúng ta nên dùng âu trộn bột hoặc là dùng thau có độ lài như thế này để đánh kem được dễ dàng hơn. Khi mới bắt đầu thì bơ rất là dẻo, cứng và cũng rất là dính, cho nên chúng ta phải làm nát bơ một cách từ từ. Bước đầu thì có thể rất là khó bởi vì bơ rất là dẻo, dính như thế này, nhưng mà chúng ta cố gắng sau khoảng 5 phút là bắt đầu dễ đánh rồi. Khi đánh thì chúng ta cần chú ý cách cầm phới. Bởi vì bơ rất là dẻo, cho nên nếu cầm sai vị trí thì phới rất là dễ bị sứt cán. Khi bơ đã bị nát như thế này rồi, thì chúng ta bắt đầu cho kem trộn vào. Lưu ý là phải chờ cho kem nguội rồi mới có thể cho vào được. Lúc này thì bắt đầu dễ đánh kem rồi, nhưng mà vẫn còn hơi nặng tay. Đến khi nào kem đã bong dần rồi thì lực đánh cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Nếu chúng ta dùng máy đánh kem thì quá trình làm cũng tương tự như thế này nhé. Đến khi nào đánh rất là nhẹ tay thì khi đó kem đã rất là xốp mịn rồi, và khi vuốt lên sẽ tạo ra chớp nhọn như thế này.
đó cũng là lúc chúng ta đã hoàn thành việc đánh kem. Quá trình đánh kem này có thể kéo dài trong khoảng 15 đến 20 phút. Với lượng đường và lượng nguyên liệu như công thức thì kem có độ ngọt rất là vừa, ăn sẽ không bị ngán. Tại thời điểm này, chúng ta có thể pha thêm các loại hương vị khác cho kem, ví dụ như là vani, sô-cô-la, trà xanh hay là vị cà phê, v.v. Chúng ta cũng có thể sử dụng ngay mà không cần phải cho thêm hương vị vào. Lúc này kem sẽ có hương vị là hương bơ hay còn gọi là kem bơ. Bây giờ thì chúng ta có thể cho kem vào trong túi bắt kem để sử dụng. Nếu không sử dụng hết ngay thì chúng ta có thể cho kem vào trong ngăn mát tủ lạnh và bảo quản cũng được khá lâu. Có thể sử dụng trong vòng một tuần. Với lượng kem này thì chúng ta có thể làm được một chiếc bánh sinh nhật to khoảng 30cm. Sau đây mình sẽ làm một ví dụ về kem sô-cô-la. Chúng ta sẽ hòa tan bột cacao trong nước sôi. Cần lưu ý là phải pha thật là đậm đặc để cho kem không bị loãng. Đây là kem bơ mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Có một vấn đề chúng ta cần phải biết là kem bơ sau khi bảo quản trong tủ lạnh thì sẽ hơi bị cứng và sẽ mất đi độ xốp mềm. Cho nên trước khi sử dụng lại thì chúng ta cần phải đánh kem lại trong khoảng 10 phút. Trước khi đánh kem thì chúng ta cũng mang kem ra khỏi tủ lạnh và để nguội trong khoảng 30 phút cho kem được mềm lại rồi mới bắt đầu đánh bông. Đây là mình chia kem ra làm nhiều phần nhỏ để mỗi phần nhỏ thì mình sẽ tạo ra một mùi vị khác nhau. Bây giờ mình sẽ rưới nước sô-cô-la đã nguội vào trong kem và bắt đầu đánh bông. Lần này thì việc đánh bông sẽ nhẹ nhàng hơn, không bị nặng tay như lúc ban đầu nữa. Nếu chúng ta pha hương vị khi chưa cho kem vào tủ lạnh thì thời gian đánh kem để hương vị được hòa tan khoảng 5 phút thôi. Bây giờ thì kem đã hơi cứng lại rồi cho nên đánh hơi lâu một chút, mất khoảng 10 phút. Đến khi nào kem đã bóng mịn và không còn thấy lợn cợn nữa là được rồi. Một ưu điểm khác nữa của phương pháp làm kem này là chúng ta có thể để kem ở nhiệt độ bên ngoài rất là lâu, có thể để đến được cả ngày mà không sợ kem bị tan chảy. Nhờ đó mà sẽ rất là thích hợp để làm kem cho bánh sinh nhật. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. The world seems small. We can sit together. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần tới. In the great outdoors.